ngắm trốn đi về sang chảnh của vợ sắp cưới Cường Đô La. Cô gái người Tây cập nhật trạng thái đã đính hôn với Cường Đô La đang sống tại một căn hộ sang trọng. Sau khi Cường Đô La và nữ ca sĩ người mẫu Đàm Thu Trang được công khai trạng thái đã đính hôn thông qua trang cá nhân, cư dân mạng lại thêm tò mò về gia thế của cô gái may mắn này. Đàm Thu Trang hiếm khi chia sẻ về trốn đi về, một số ít tấm hình trên Facebook và Instagram của cô tiết lộ không gian riêng trong căn hộ sang trọng cô đang ở tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi gặt hái một số giải thưởng tại các cuộc thi Miss Teen, Người Mẫu, cô gái người Tài gốc Lạng Sơn quyết định nam tiến. Hơn 7 năm vào Sài Gòn lập nghiệp cũng là thời gian khẳng định bản lĩnh của cô gái này. Căn hộ Thu Trang đang ở có thiết kế rất tiện lợi giữa các không gian riêng. Phong cách được bài trí hiện đại, trang nhã, bên trên bộ sofa cao cấp là các bức ảnh cá nhân của Đàm Thu Trang trong sự nghiệp người mẫu ca sĩ. Không quá cầu kỳ trong nội thất, nhưng chừng này đủ thấy cuộc sống tiện nghi của chủ căn hộ. Hoa tươi luôn được đặt trong căn nhà bởi chủ nhân là một người rất yêu thích hoa. Ở chốn riêng tư, Đàm Thu Trang có dịp khoe body sexy hết nấc. Vóc dáng nuột nà của người đẹp sinh năm 1989 trước cửa kính lớn của căn hộ, thiết kế vừa đẹp vừa sang, thể hiện nét cá tính và vẻ hiện đại. Căn hộ của nữ ca sĩ có view đẹp nhìn từ trên cao xuống, là bể bơi ngoài trời của chung cư, với Thu Trang tận hưởng một buổi sáng được gặp người thương, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau cà phê nói chuyện, sau bao ngày là đủ vui rồi. Khu vực chờ thang máy của khu chung cư, nơi Thu Trang sinh sống cũng khá sáng sủa và sạch sẽ. Thu Trang chụp ảnh cùng người thân trong dịp Tết. Diễn viên hài Khánh Nam bị xuất huyết não, rơi vào tình trạng nguy kịch. Nghệ sĩ Vũ Thanh cho biết Khánh Nam mới được đưa vào viện cấp cứu chiều nay, nhưng đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Đồng nghiệp đang cầu nguyện cho anh vượt qua nguy hiểm này. Nghệ sĩ hài Vũ Thanh vốn là đồng nghiệp thân thiết với nghệ sĩ Khánh Nam. Anh chia sẻ trong sự xót xa: "Tôi mới nhận được tin Khánh Nam vào viện cấp cứu 1 giờ trước. Tình trạng của Khánh Nam rất nặng. Khánh Nam đã chuyển qua 3 bệnh viện, hiện cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Cầu mong phép màu xảy ra giúp Khánh Nam vượt qua hạn nạn này", nghệ sĩ Vũ Thanh nói. Theo nguồn tin của Zin.vn, diễn viên hài Khánh Nam đang nhậu cùng bạn bè thì gục ngay tại bàn. Bác sĩ kết luận nam diễn viên bị xuất huyết não, hiện rơi vào tình trạng nguy kịch. Trên trang cá nhân, nhiều đồng nghiệp cầu nguyện cho Khánh Nam vượt qua cơn hiểm nghèo. Diễn viên hài Quốc Thuận chia sẻ: "Nghe anh nói đang trong cơn nguy kịch, cầu nguyện ơn trên cho anh tai qua nạn khỏi. Sắp tới ngày giỗ tổ kỳ âm, đi diễn hề cho khán giả cười kìa." Diễn viên Lê Giang, nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân cũng cầu mong nam diễn viên mau khỏe. Nghệ sĩ Khánh Nam sinh ra tại Đồng Nai, thở nhỏ anh bỏ gia đình theo gánh hát cải lương. Sau này cải lương thái trào, anh chuyển sang diễn kịch. Anh có những vở diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả tại sân khấu kịch Sài Gòn như Ai Làm Bác Sĩ, Tình Em Bán Kẹo. Anh cũng thành lập nhóm hài mang tên mình vào năm 2003. Những vở diễn gắn với tên tuổi của nhóm gồm Liên Khúc Ba Thời Đại, Vụ Án Con Cu Đất, Lô Cốt Ơi Lô Cốt. Anh từng giành giải nhất tại Liên hoan sân khấu hài Nụ Cười Xanh năm 2011 do Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Năm 2013, lần đầu anh tổ chức live show danh hài Khánh Nam 30 năm tầm vương tơ tại phòng trà Nam Quang. Bảy mươi lăm thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế lộ diện, Huyền My đang đứng ở đâu? Huyền My đang được người hâm mộ quan tâm đặc biệt khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Mới đây, danh sách 45 gương mặt. Mới đây, danh sách 75 gương mặt sẽ đại diện các nước tham gia cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Miss Grand International được ban tổ chức hé lộ. Theo đó, các thí sinh tham gia vào chương trình năm nay đều là những mỹ nhân xinh đẹp và tài năng. 75 người đẹp đến từ nhiều nước khác nhau như Thái Lan, Philippines, Mông Cổ, Myanmar, Lào, Nhật Bản. Các cô gái này sẽ cùng vượt qua nhiều thử thách để tranh ngôi vị cao nhất tại cuộc thi tổ chức ở Việt Nam. Huyền My sẽ là đại diện duy nhất của Việt Nam tại cuộc thi năm nay.
Được biết, sứ mệnh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế là truyền bá thông điệp về sự hạnh phúc đứng lên chống lại chiến tranh và bạo lực. Năm nay, cuộc thi sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Thời gian này, Huyền My phải di chuyển liên tục giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc tập luyện hình thể, chuẩn bị các kỹ năng mềm, vì chỉ còn chưa đến một tháng nữa, cuộc thi sẽ diễn ra. Bên cạnh đó, Huyền My còn phải học tiếng Anh hàng ngày với thầy giáo riêng. Từ tháng 6, Huyền My sẽ mời một team huấn luyện viên từ Philippines sang Hà Nội khoảng một tháng để hướng dẫn thêm về các work trình diễn. Trước đó, Huyền My bất ngờ được dự đoán là thí sinh vào top 5 cuộc thi mà cô tham gia. Thông tin này như một động lực giúp cho Huyền My có thêm động lực trước thềm thi đấu. Đồng thời, Huyền My có màn giới thiệu về lịch sử Việt Nam, cực trôi chảy bằng tiếng Anh, khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Đây là một trong những thành công rõ ràng nhất có quá trình luyện tập của cô. Huyền My đã đến những địa điểm ghi lại dấu ấn lịch sử của Việt Nam như Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, nhằm giới thiệu rộng rãi đến bạn bè quốc tế. Cô còn kể về đất nước trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, hứng chịu bao nhiêu bom đạn. Huyền My cũng thể hiện lòng yêu thương và mong muốn tất cả mọi người đều được sống trong hòa bình. Vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 26 tháng 10 tại hai địa điểm của Việt Nam, và Huyền My sẽ là đối thủ nặng ký cũng như có được nhiều lợi thế tại đấu trường nhan sắc này. Miss Grand International Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2017 là một trong năm cuộc thi sắc đẹp quốc tế hàng đầu thế giới, cùng với các Hoa hậu Hoàng vũ, Miss World, Miss International và Miss Super National. Sứ mệnh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế là truyền bá thông điệp về sự hạnh phúc, đứng lên chống chiến tranh và bạo lực. Miss Grand International 2017 được tổ chức tại Việt Nam và Huyền My là thí sinh đại diện của nước nhà tham gia cuộc thi này. Nữ diễn viên doanh nhân Lý Nhã Kỳ là một trong những ban giám khảo của cuộc thi năm nay. Sự thật chính thức được tiết lộ, bố của con gái Mai A là đại gia Chu Đăng Khoa. Mai A xác nhận bố của bé bồ câu chính là đại gia Kim Cương Chu Đăng Khoa trong một bài phỏng vấn mới đây. Câu chuyện của Tâm Tích và Mai A ngày càng trở nên phức tạp sau loạt phát ngôn từ hai phía. Tâm Tích khẳng định cô lên tiếng vì phát hiện Mai A quan tâm quá mức tới chồng cô. Và tất cả những gì cô làm đều vì mục đích muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Trong chia sẻ của mình, Tâm Tích bất ngờ lên tiếng bố đẻ của bồ câu, con gái Mai A, chính là đại gia Kim Cương Chu Đăng Khoa. Cô hot girl Hà Thành cho biết, Mai A có tiểu sử liên quan đến những người đàn ông đã có gia đình. Chu Đăng Khoa không phải trường hợp duy nhất. Vào khoảng giữa năm 2014, có tin đồn Mai A đang mang thai với bạn trai đại gia. Một hình ảnh chụp cô giữa buổi tiệc cho thấy nữ ca sĩ tăng cân khá nhiều và mặc bầu bỉnh hơn trước. Thời điểm ấy có tin đồn bạn trai Mai A đã có vợ và hai con tại Hà Nội. Về phía Mai A, cô không lên tiếng gì về điều này. Một thời gian sau, khán giả thấy cô lặng lẽ sang Mỹ sinh con. Giữa tôi và Hồ Ngọc Hà không có hiềm khích nào cả, tất cả mọi thứ đôi khi cũng chỉ là vì báo giới thổi phồng lên. Bản thân người nghệ sĩ phải quen với việc đó và phải chịu những việc đó. Còn cách giải quyết cư xử với nhau thì người trong cuộc mới biết cách cư xử với nhau sao cho đẹp nhất và văn minh nhất, Mai A chia sẻ. Khi được hỏi về bố của con gái, Mai A cho biết cô khá hụt hẫng vì không có người đàn ông ở cạnh khi sinh con. Tuy nhiên, cô không oán trách anh vì đó là sự lựa chọn của mình, cô chấp nhận đương đầu với nó. Khi được hỏi liệu đó có phải là đại gia Chu Đăng Khoa thì cô không phản bác gì với chia sẻ của Tâm Tích về việc bố của bồ câu là ai. Về chia sẻ của Tâm Tích, Mai A cho biết tâm trí cô không có thời gian để nghĩ về chồng Tâm Tích. Cô còn khuyên đàn em nên ghen một cách văn minh thay vì đôi co qua lại. Ba mẹ một con còn dằn mặt Tâm Tích bằng tuyên bố nếu hot girl còn tiết lộ điều gì sẽ kể lại kỷ niệm 7 năm hạnh phúc bên chồng Tâm Tích. Câu chuyện truyền cảm hứng bất tận về tình yêu giữa showbiz Việt xô bồ. Nghệ sĩ xuất hiện trong danh sách tìm kiếm phổ biến nhất của Google những ngày qua không phải là ông hoàng bà chúa showbiz với thị phi đời tư hay phát ngôn gây sốc. Diễn viên Quốc Tuấn và câu chuyện về bản hòa tấu cha và con mới là chủ đề được quan tâm nhất. Chương trình Điều ước thứ 7 đăng tải ngày 23 tháng 9 trên YouTube hiện đã đạt hơn 1,6 triệu lượt xem. Khoảnh khắc nghệ sĩ Quốc Tuấn rơi nước mắt khi thưởng thức tiếng đàn của bé Bôm trong phòng hòa nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được yêu thích và chia sẻ khắp mạng xã hội. Không ít người viết trên trang cá nhân rằng họ đã khóc
khóc vì tình phụ tử thiêng liêng, vì ngưỡng mộ hành trình diệu kỳ của cha con nghệ sĩ Quốc Tuấn. Hơn cả, khóc để ngẫm rằng cuộc sống cần những cảm hứng yêu thương như thế, thay vì sẵn sàng cãi vã, hành hung nhau vì những nhỏ nhặt đời thường. Câu chuyện của nghệ sĩ Quốc Tuấn và con trai giống như một tác phẩm điện ảnh. Có khác chăng, đó là những thước phim không chỉ khởi sinh từ hiện thực mà nó còn tồn tại và được quay chậm giữa đời thường. Ngay từ khi sinh ra, Tom mắc bệnh Alport, bệnh xương cứng sớm cục bộ, một căn bệnh rất hiếm gặp với tỷ lệ ghi nhận trên thế giới là 1 trên 88.000 trẻ. Nghệ sĩ Quốc Tuấn những giây phút đầu tiên nhìn con trai, anh thoáng có cảm giác sụp đổ. Nhưng sau đó, nam diễn viên cầm tay con trai và tự nhủ, Bom sẽ ổn thôi. Nhưng để hiện thực hóa chữ ổn không phải điều đơn giản. Bom đã phải trải qua 10 lần phẫu thuật, và đó, hành trình 15 năm bên con trai của nghệ sĩ Quốc Tuấn. Anh và vợ đã đi khắp mọi nơi, trong và ngoài nước để tìm cách chữa bệnh cho con. Hành trình chữa bệnh cho Bom vốn đã gian nan kỳ diệu, nhưng hành trình giúp con trai tự tin và phát triển như một cậu bé bình thường của diễn viên Quốc Tuấn lại càng khiến dư luận khâm phục, ngưỡng mộ. Diễn viên Quốc Tuấn cho biết, anh tuyệt đối không để con có cảm giác tự ti. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã thường đưa con ra ngoài chơi để Bom tự tin với những người xung quanh và hơn cả là tự tin với chính mình. Nếu có ai chỉ trỏ với người lớn, nam diễn viên nhắc nhở, còn với trẻ con, anh nhẹ nhàng bảo, sau này Bom thẩm mỹ sẽ rất đẹp trai. Quốc Tuấn còn nuôi dưỡng trong cậu con trai đặc biệt của mình tình yêu với âm nhạc. Với Bom hay bất cứ cậu bé nào, có lẽ cũng không cần điều gì tuyệt vời hơn khi đam mê của bản thân được Đấng Sinh Thành chắp cánh, ủng hộ, đồng hành. Khoảnh khắc Bom tự tin sải bước trên sân khấu, đứng trước micro và nói những lời cảm ơn anh Tuấn trước khi ngồi trước cây dương cầm và lướt những phím đàn, có lẽ là thành quả lớn nhất cho hành trình 15 năm kiên trì đầy nước mắt của hai cha con. Anh Quốc Tuấn không chỉ là một người cha tuyệt vời mà còn là người truyền cảm hứng cho sự yêu thương lan tỏa đến mọi người. Đó là chia sẻ của đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thanh Hải trên trang cá nhân sau khi xem chương trình Bản Hòa Tấu Cha và Con. Chia sẻ của nam đạo diễn cũng là cảm nhận của nhiều người sau khi biết về câu chuyện của nghệ sĩ Quốc Tuấn và Bom. Hành trình của bố con diễn viên Quốc Tuấn đã tiếp thêm sức mạnh cho rất nhiều hoàn cảnh khác trong xã hội. Hơn thế, đó còn là câu chuyện truyền cảm hứng để con người yêu thương và trân trọng nhau hơn. Như một điều kỳ lạ, lướt bảng tin trên mạng xã hội những ngày qua không còn dày đặc những hình ảnh đánh cãi chửi nhau, cướp giết hiếp, lừa đảo. Thay vào đó là những thông tin, hình ảnh, clip về diễn viên Quốc Tuấn và con trai cùng những lời chia sẻ, tâm sự rất đỗi chân thành về tình yêu, về sự hy sinh, về sức mạnh kỳ diệu của con người. Có người bày tỏ tình cảm dành cho bố con Quốc Tuấn, có người tìm địa chỉ liên lạc với mong muốn chung tay giúp đỡ bé Bom, có người lại chia sẻ về hành trình của họ, cũng là những ông bố bà mẹ hết lòng yêu thương và đồng hành với con cái của mình. Mạng xã hội hiếm khi lắng đọng, yên tĩnh và tràn ngập những chia sẻ yêu thương và thấu cảm đến thế. Nghệ sĩ Quốc Tuấn cho biết mỗi ngày anh nhận được hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn động viên, đồng cảm. MC Diệp Chi, đạo diễn Điều Ước Thứ Bảy cũng tiết lộ rằng rất nhiều người đang muốn liên lạc với nam nghệ sĩ để giúp đỡ về tài chính cho hành trình chữa bệnh của bé Bom. Thế nhưng, diễn viên Quốc Tuấn đã có câu trả lời. Anh cho biết bản thân rất hạnh phúc và biết ơn tình cảm của mọi người. Anh xin phép sẽ không nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào ở thời điểm hiện tại. Theo lời của MC Diệp Chi thì anh có nói vui. Cây đàn piano của Bom vẫn còn tốt lắm, lúc nào nó hỏng thì hãng hay. Nam nghệ sĩ cho rằng việc gây quỹ nên dành cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn và cần được hỗ trợ hơn Bom.